Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Top Sao Hàn. Và như thường lệ, ngay sau đây hãy cùng mình nắm bắt những tin tức thú vị có trong ngày hôm nay. Thời gian gần đây thì Blackpink đã trở lại với bản hit How Like That và gặt hái được nhiều thành công. Thừa thắng xông lên, Blackpink sẽ cho ra mắt full album đầu tiên trong sự nghiệp. Đến thời điểm hiện tại, lần đầu tiên fan của Blackpink thấy rằng YG giữ lời hứa bởi vì đã cho các cô nàng trở lại như đúng thông báo. Vào sáng nay ngày 28 tháng 7, YG chính thức tung poster về full album đầu tiên của Blackpink với những hình ảnh cực hoành tráng và thu hút. Sản phẩm mới mang tên The Album sẽ chính thức được phát hành vào ngày 2 tháng 10 sắp tới. Có thể nói rằng đây là một bước đi đang rất vững chắc của YG vì sự lựa chọn những thời điểm thích hợp để tung single cũng như bài hát nằm trong album để nhá hàng với khán giả. Và đây cũng chính là hình thức làm việc của các ngôi sao Âu Mỹ, cho thấy con đường Mỹ tiến rõ rệt của Blackpink. Lần này, full album của Blackpink sẽ có 3 bản, trong đó sẽ có một loại đặc biệt nhất vẫn còn đang trong vòng bí mật. Hình thức về album của Blackpink lần này sẽ có thêm digital kèm theo album. Đây là loại hình phổ biến với âm nhạc thế giới nhưng lại là lần đầu với nhạc K-pop. Màn nhà hàng poster mới của YG thật sự khiến fan đứng ngồi không yên. Vậy là Blackpink sẽ trở lại liên tục trong thời gian tới vì vừa tung poster về single mới không lâu. Trước đó thì YG đã tung ra poster về ca khúc mới của Blackpink và đây được xem là một ca khúc đặc biệt có sự kết hợp cùng một nghệ sĩ khác nhưng đến nay vẫn còn là một con số bí ẩn. Nhiều người đồn đoán sẽ là Ariana hoặc cũng có thể là G-Dragon khi nam idol từng xuất hiện tại phòng thu cùng với Blackpink. Trước những thông tin mới về album dồn dập thì fan của Blackpink sướng rơn vì thần tượng sẽ trở lại bùng nổ trong thời gian sắp tới, mong chờ một bản hit thứ hai vượt qua How Like That. Chúng mình là Top Sao Hàn và bạn đừng quên like, share cũng như subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin.